Bạn có thể nhìn thấy chả màu trắng trắng này là chả hấp nè, chả luộc nè. Hồi nãy mình bỏ vào mình xào trước, còn chả màu nâu nâu là chả chiên nè. Ăn rất là ngon. Đây là tô bún cá mình vừa mới nấu xong. Cách nấu rất là nhanh, cấp tốc. Bún cá Quy Nhơn ăn với lại tương ớt xào Bình Định. Mời các bạn cùng vào bếp theo dõi mình làm món này nha. Nấu theo cách của mình là cách cấp tốc để có ăn liền. Bắc cái chảo lên bếp, bỏ dầu vào chảo, bỏ hành tím, tỏi và đầu hành trắng, bỏ một xíu ớt, hành tỏi ớt thơm, bỏ chả cá vào. Chả cá của mình là chả cá măng. Mình dùng cái thìa để ở trong cái túi ni lông, mình dùng cái thìa mình rạch nhẹ nhẹ cho nó tách rời ra, chứ mình không có viên cũng không có đụng tay vào. Mình xào cho chả cá chín. Chả cá hồi nãy là mình có ướp vào đây là hạt nêm, bột canh, đường, bột ngọt, tiêu. Nếu các bạn mua một lạng chả cá về và ướp tùy theo khẩu vị của mình, xong rồi mình nhồi nhiều lần cho nó dai. Chả bay mùi thơm. Bỏ cà và thơm vào. Cà thì mình xẻ muối cau, thơm thì mình cắt thật là nhỏ. Mình xào lên. Nêm nếm một thìa ăn canh nước mắm ngon. 1 phần 2 thìa cà phê bột ngọt. 1 phần 2 thìa cà phê đường. Để cho đậm đà mình bỏ tiếp 1 phần 2 thìa cà phê bột canh. Tăng lửa lên. Xào cho thơm. Mình thử xem thử chả nó chín chưa. Chả chín giòn sụt sụt rất là ngon. Mình bỏ vào 2 tô nước. Tùy theo khẩu phần ăn trong gia đình mà mình bỏ nước. Bỏ nước nhiều hay ít là tùy nhà nghe các bạn. Sau đó mình bật lửa lớn và chờ cho nước sôi. Mình mở vung, không có đậy vung nha các bạn. Và đi lạch rửa hành ngò, ngò gai và lá ngổ. Xách chả cá mà mình đã chiên trước, xách nhỏ ra. Cái nồi canh chả cá mình đã sôi. Hồi nãy mình đã xào chả cá cho chín rồi, cho nên là bây giờ chỉ cần sôi. Nước sôi nó chín nước và mình có thể kết thúc được rồi. Nấu kiểu này rất nhanh các bạn. Đây là một ít chả cá mình đã chiên rồi, mình cắt nhỏ ra và bỏ vào. Bỏ tiếp hành ngò, ngổ và ngò gai cũng đã xắt thật mịn ra rồi. Nồi canh chả cá Quy Nhơn nấu cấp tốc ăn với bún. Nấu cái cách của mình nhà nào cũng nấu như thế này. Ăn rất là tiện, nhanh gọn nhưng mà ngon lắm các bạn, vì cái chả cá mình là chả cá măng. Chả cá nổi tiếng của Quy Nhơn á. Đó, mình nấu một ít chả cá hấp và một ít chả cá chiên nên rất là ngon. Mình nêm nếm lại nồi nước. Lúc này có thể nêm nếm tùy theo khẩu vị gia đình nha các bạn. Đây. Thơm lắm các bạn. Đây.
Các bạn có thể nhìn thấy chả màu trắng trắng này là chả hấp này, chả luộc này. Hồi nãy mình bỏ vào mình xào trước, còn chả màu nâu nâu là chả chiên này. Ăn rất là ngon. Rồi mình tăng lửa lên một xíu, sôi lại là mình tắt bếp ngay nha. Đó các bạn, nồi canh của mình sôi lăn tăn thế này là mình tắt lửa này. Nãy giờ nó sôi nhiều rồi nha các bạn. Đó. Mang lên mâm thì mình sẽ chan vào trong tô bún ăn rất là ngon. Bỏ bún vào trong tô. Cứ như thế này. Múc canh vào thôi các bạn. Đó. Đây, chả cá hấp, chả cá chiên đủ hết. Đây là chả cá hấp này các bạn, chả cá hấp màu trắng trắng này. Múc nước canh rưới vào. Múc vào một miếng cà chua. Múc thơm vào. Thêm một tí chả hấp nữa. Hương thì mình múc rưới lên đây một ít ớt xào Bình Định, đặc sản này của Bình Định đó các bạn, ớt xào này. Đó. Thêm vào bún cá Quy Nhơn. Ăn thì không ngon gì ngon bằng. Đây, mình đã hoàn thành cái tô bún bún cá nấu cấp tốc chỉ trong vòng vài phút. Đó. Rất là ngon các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.